giới thiệu bà con động cơ điện nhé, động cơ phun thuốc sâu điện điều khiển từ xa, người cầm cần, tự động bấm ngắt khóa là máy dừng, bấm thu dây nhả dây, người cầm cần bấm thu dây nhả dây luôn ạ. Máy rất êm, rất gọn nhẹ, nhàn nhã. Lúa rất là tốt. Nếu bà con khoác bình ở mùa nắng cái này rất là vất vả. Đây là máy của em đấy, tự động bấm và thu dây. Người cầm cần rất là chủ động, đi lùi về đến đâu thì thu dây đến đấy.